Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Bệnh giang mai là một bệnh truyền nhiễm dễ lây lan qua hoạt động tình dục, bao gồm cả quan hệ tình dục bằng miệng và hậu môn. Người mắc bệnh thường không biết rằng bản thân đã nhiễm bệnh và truyền bệnh cho người tình vì thời gian ủ bệnh khá dài. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh giang mai không chỉ gây phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh mà khi phát triển sang giai đoạn nặng, giai đoạn 2, giai đoạn 3 có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm khớp, tổn thương não, mù lòa, thậm chí là tử vong. Dưới đây là những hình ảnh dấu hiệu bệnh giang mai ở nam giới mà bạn có thể nhận biết. Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn giang mai gây nên. Lây truyền chủ yếu khi có quan hệ tình dục không an toàn, qua đường truyền máu, dùng chung bơm kim tiêm. Thông thường, bệnh có thời gian ủ bệnh từ 21 đến 90 ngày. Những biểu hiện của bệnh giang mai được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau và có thể nhận biết được mức độ nặng nhẹ của bệnh thông qua biểu hiện. Bệnh giang mai không chỉ bùng phát ở một vị trí trên cơ thể mà chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào tiếp xúc với vi khuẩn. Các vị trí điển hình ở nam giới thường xuất hiện giang mai như chân, tay, phần thân người, lưỡi và bộ phận sinh dục. Bệnh giang mai phát triển qua 3 giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn lại có những triệu chứng điển hình cũng như biến chứng nguy hiểm. Một số triệu chứng bệnh giang mai ở nam giới cần chú ý nhận biết bệnh như sau. Giai đoạn 1. Sau khi nhiễm xoắn khuẩn giang mai từ 3 đến 90 ngày, nam giới sẽ thấy xuất hiện một vết loét hoặc vết chợt hình tròn hoặc hình bầu dục, đường kính từ 1 đến 2cm, có ranh giới rõ ràng, xung quanh bên ngoài có kiểu bờ nước, có chứa vi khuẩn bên trong, không đau, không ngứa, không chảy mủ nhưng sau khoảng 3 đến 6 tuần sẽ tự biến mất. Giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, người bệnh thường có những biểu hiện nghiêm trọng về tổn thương niêm mạc và nổi mụn toàn thân. Các nốt ban này không bị bong vẩy, ấn vào dễ mất. Các biểu hiện này sẽ tự biến mất sau 4 đến 6 tuần. Ngoài ra, còn có một vài trường hợp xuất hiện vết sần, loét, vết bỏng hoặc mụn cóc trên da niêm mạc. Hạch bạch huyết ở bẹn có thể dịch chuyển kèm theo biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau họng, đau khớp trên cơ thể. Giai đoạn 3. Sau giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì giang mai ở giai đoạn này sẽ xuất hiện sau khoảng từ 3 đến 15 năm. Ở giai đoạn này, giang mai sẽ không lây bệnh mà xoắn khuẩn có thể xâm nhập vào các cơ quan phủ tạng và gây bệnh. Lúc này, giang mai sẽ được chia thành các loại như sau. Giang mai thần kinh. Lúc này, xoắn khuẩn giang mai sẽ phá hủy hệ thần kinh trung ương, rối loạn thần kinh, gây suy nhược nặng, thậm chí gây ra ảo giác cho người bệnh. Củ giang mai. Lúc này, người bệnh sẽ xuất hiện các tổn thương như hình cầu, đối xứng, màu đỏ, có vết loét. Giang mai khi này xuất hiện ở bộ phận nào là phá hủy bộ phận đó, đặc biệt là những cơ quan quan trọng trên cơ thể. Thậm chí, củ giang mai nếu không được hỗ trợ điều trị kịp thời còn đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Giang mai tim mạch. Trong tổng số các trường hợp bị giang mai không được hỗ trợ điều trị thì có khoảng 10% trong số đó có biến tính thành giang mai tim mạch. Ở giai đoạn này, bệnh không có những biểu hiện rõ nét nên người bệnh rất khó nhận biết. Chỉ đến khi các động mạch bị giãn to ra mới có thể can thiệp thủ thuật chụp X-quang mới phát hiện được. Biến chứng của bệnh ở giai đoạn này có thể gây ra viêm, phồng, hẹp động mạch vành, hở động mạch chủ dẫn đến vỡ động mạch, gây ra cái chết đột ngột. Bệnh giang mai nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu và giai đoạn 2 thì có thể chữa trị được. Vì vậy, mọi người cần phải hết sức lưu ý đến những triệu chứng của bệnh để kịp thời phát hiện và điều trị hiệu quả. Hiện nay, việc chẩn đoán giang mai tương đối phức tạp. Để chẩn đoán chính xác thì cần phải thực hiện nhiều xét nghiệm, từ đó giúp người bệnh phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tại Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế Hà Nội, thực hiện xét nghiệm chẩn đoán giang mai bằng hệ thống xét nghiệm tự động, có đầy đủ máy móc, thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến nhập khẩu từ nước ngoài, giúp cho việc chẩn đoán bệnh nhanh, chính xác. Phòng khám có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nam học có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên sâu trực tiếp thăm khám và hỗ trợ điều trị, thủ tục khám bệnh nhanh chóng, hệ thống đặt lịch khám qua mạng tiện ích. Bên cạnh đó, chi phí thăm khám và hỗ trợ điều trị được niêm yết công khai theo quy định của Sở Y tế. Hãy nhấn theo dõi và để lại số điện thoại để được bác sĩ tư vấn và nhận mã khám ưu đãi.